Chào mừng anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trường Stock. Như thường lệ hôm nay chúng ta sẽ có một video ngắn đánh giá phân tích chi tiết những thông tin, những lưu ý quan trọng. Đặc biệt là qua một cái phiên thị trường giảm với thanh khoản kỷ lục như vậy thì mình sẽ cần lưu ý gì? Cũng như là những cái mã cổ phiếu nào cần chú ý kỹ cho chiều mua và bán ở giai đoạn tiếp theo sẽ được em phân tích chi tiết trong video ngày hôm nay. Và anh chị có bất kỳ câu hỏi nào về cổ phiếu, về thị trường thì cứ thoải mái comment bên dưới nha. Tại vì đôi khi video em sẽ không thể nào cập nhật được tất cả các cổ phiếu trên thị trường thì mình cứ chat ở dưới, em sẽ nhắn lại hỗ trợ à, Và nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em Thì mọi người hãy dành ra vài giây Đăng ký kênh, subscribe kênh để nhận được những thông báo sớm nhất khi mà em ra video Và có thể nhấn tặng cho em một like đây nhấn vào nút like đây để giúp video được đề xuất và lan tỏa tốt hơn thì những nút like những nút đăng ký kênh của anh chị chính là cái sự hỗ trợ rất lớn về mặt tinh thần để em ngày một phát triển kênh tốt hơn à, cải thiện chất lượng tư vấn để hỗ trợ mọi người giao dịch thật là hiệu quả và trong phiên thì mình cũng sẽ có một cái cộng đồng tư vấn trao đổi như thế này. Thì đây là nhóm tư vấn miễn phí nên sẽ chia sẻ những thông tin đánh giá về thị trường cũng như là cập nhật chi tiết về các điểm mua và bán, hỗ trợ mọi người. Thì cách thức tham gia nhóm này hoàn toàn miễn phí. Anh chị chỉ cần nhấn vào cái đường link dưới đây là được để tham gia trao đổi với em cũng như là những nhà đầu tư khác hoặc có thể liên hệ với em qua cái số điện thoại dưới phần mô tả nếu như có nhu cầu mở tài khoản VPS ha. Rồi, và chủ đề chính luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về thị trường qua phiên ngày hôm nay cũng như là một số yếu tố thông tin có liên quan mình thấy là viên đáp đầu phiên sáng thì mở cửa vẫn rất là hưng phấn mở gấp tăng mà anh chị nhưng mà sau đó cái đà bán nó nhanh chóng nó gia tăng trở lại khi chỉ số nó chạm về qua 1180 và bắt đầu nó mở biên rơi nhiều hơn và phiên chiều đóng cửa thì giảm 15,34 điểm là khoảng 1,3% xuống 1164,31 điểm à và cái đáng chú ý nhất là cái thanh khoản thị trường cái thanh khoản phiên hôm nay bùng nổ trở lại mặc dù giai đoạn đây giai đoạn hiện tại là một giai đoạn tương đối thận trọng một giai đoạn tương đối rằng to của phần lớn nhà đầu tư khi mình chuẩn bị cận kề kỳ nghỉ Tết rồi thì đa phần thường sẽ ngại giao dịch nhưng mà hôm nay thanh khoản lại bùng nổ trở lại anh chị khi mà giá trị giao dịch trên sàn HOSE thì đạt hơn 23.300 tỷ tăng 70% so với phiên trước đó và vượt trung bình 20 ngày đây trung ừ, bình 20 ngày thì phiên hôm nay volume cũng đâu đó tương đương vào cái phiên ngày 12 tháng 1. Đấy là cái điểm đáng chú ý nhất trong một giai đoạn nhạy cảm mà thanh khoản lại bùng nổ trở lại. Và lực bán chủ đạo phiên ngày hôm nay á nó không phải dàn trải anh chị mà nó lại có một cái sự tập trung vào một cái nhóm ngành là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Nhóm ngân hàng hôm nay là một trong những cái nhóm mà giảm mạnh và có cái volume bán rất lớn xuất phát từ SHB đây xuất phát từ SHB, SHB có thể xem như là cái ngòi nổ cho lực bán của nhóm cổ phiếu ngân hàng Khi mà kết phiên, cái volume của cổ phiếu này 127 triệu, một cái mức volume kỷ lục Và sau đó nó kéo theo hàng loạt, nhiều cổ phiếu khác cũng bị bán theo trong dòng ngân hàng Mình thấy đây là cái top các cổ phiếu tác động đến thị trường Vietcombank, BLV, CTG, SHB và VBank VB đã lấy đi của thị trường mình gần 7 điểm anh chị và sau khi đà bán nó xuất hiện ở nhóm ngân hàng, bạn chị nên nhớ nha. Nhóm ngân hàng là một cái nhóm mà có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường. Nên khi vào ngân hàng nó chỉ cần nó bị bán mỗi cổ tầm 1 2% thôi thì nó sẽ tác động đến điểm số rất lớn, nó khiến cái thị trường mình điều chỉnh. Và khi thị trường mình điều chỉnh bắt đầu nó lan cái lượng bán sang nhiều nhóm ngành khác. Đang chị nhìn vào bản thống kê hôm nay thì hầu như đều giảm, nhưng mà biên độ giảm thì không lớn nha. Biên độ giảm thì không có quá lớn. À, ngược chiều thì mình có cái điểm sáng là chứng khoán. Chứng khoán hôm nay kéo tăng từ đầu ngày và là cái nguyên nhân khiến thị trường mình mở gấp tăng đấy. Nhưng mà sau đó do lực bán của ngân hàng nên nó bị đẩy lùi trở lại. Thì mặc dù nhóm này nó có hạ nhiệt nhưng mà nó vẫn duy trì được cái sắc xanh đến cuối ngày, thậm chí là có những cái cổ phiếu tăng rất là tốt, ví dụ như là con FTS nè, MBS nè, VCI nè, những cái cổ phiếu đã à, gọi là trao đổi với anh chị trước đó. Đấy thì nhóm này có thể xem như là cái bệ đỡ tâm lý giúp thị trường mình không có hiện tượng bán tháo mặc dù là điểm số giảm rất là nhiều. À, và về kỹ thuật nếu như mà nhìn ở góc độ kỹ thuật qua cái phiên ngày hôm nay á, Thì nó sẽ có một số vấn đề mình cần trao đổi Thì sáng hôm nay thị trường mình có mở gáp tăng nha anh chị Đây mình nhìn ở cái khung đồ thị 5 phút sẽ thấy Sáng hôm nay à, thị trường mình nó có mở ra cái gáp tăng Thì gáp tăng này chủ yếu là nhờ nhóm chứng khoán thôi Đây này, này Đấy Nó mở ra cái gáp tăng Và liền kề trước đó là thị trường mình nó có một cái phiên phục hồi Nên tâm lý chung thì cũng đang tương đối tích cực ở giai đoạn này Thì nó mở ra cái gáp tăng Nhưng mà khi nó chạm về cái ngưỡng cao nhất trong phiên ngày hôm nay là đâu đó quanh 1.182 thì cáp được bán nó đã đưa chỉ số quay về test lại cái vùng đáy trước đó nhìn ở khung đồ thị một giờ để anh chị thấy rõ hơn trước đó thị trường mình nó đã có một cái nhịp bật khi nó chạm về là quanh cái ngưỡng 1170 mình bật lên nè và phiên ngày hôm nay với lực bán của nhóm ngân hàng đã đưa thị trường mình quay về test lại đáy này một lần nữa quay về test lại quanh 1170 mặc dù là mình thấy Nhìn ở khung đột thị 5 phút này, mình thấy nó vẫn có những nỗ lực bật lên khi nó về qua 1170 nha, nó bật lên này Nhưng mà cầu giá cao vẫn đuối sức, kèm theo cái áp lực bán nó có cái sự gia tăng mạnh hơn. Cũng một cái vùng giá như anh chị so sánh cái volume đi. Volume của đợt 25 tháng 1 với volume hiện tại thì rõ ràng volume hiện tại nó lớn hơn rất là nhiều. Thì hiện rằng đã quay về test đáy nhưng lực bán vẫn mạnh. Tức là cái nhịp chỉnh trước đó nó chưa thực sự hấp thụ được cung. Và nhịp này volume bán vẫn mạnh nên sau đó nó đã lớn xuống tiếp nó tiếp tục lớn xuống và khiến chỉ số đóng cửa gần thấp nhất ngày và hình thành một cây nến giảm đỏ đạt anh chị một cây nến giảm đỏ đạt kèm volume lớn thể hiện cái lực bán rất quyết liệt và nó phủ nhận hoàn toàn cái đạt phục hồi trước đó của thị trường mình cái gáp tăng ngày 19 tháng 1 thì hôm nay một lần nữa quay về lấp lại hoàn toàn luôn phủ nhận hoàn toàn những cái phiên tăng vừa rồi được bán quyết liệt nha anh chị nhưng mà nếu như so sánh với cái mức giảm 15 điểm của thị trường á thì các cái mã cổ phiếu bên trong nó lại không quá tiêu cực anh chị. Chỉ số giảm đa phần do băng và trụ. Các cái cổ phiếu mid -cap và small cap nó cũng có giảm chứ không phải là không. Nhưng mà cái biên độ giảm của nó thì nó không có quá hoảng loạn như cái cách thị trường mình điều chỉnh giảm. Và nhóm ngân hàng hôm nay thì nó có tâm điểm là SHB. Một cây vol 17 triệu cổ ha anh chị. Xin lỗi 127 triệu cổ. Một cây vôn rất là kỷ lục. Thì cái vụ việc của SHB á, thì được đánh giá là có liên quan đến cái sự kiện mà Hải Hà Petro và Xuyên Việt Oil bị dừng thông quan thông quan xăng dầu. Đây. Đây là cái vấn đề liên quan đến SHB. Do cái việc mà nó bị thu hồi do giấy phép à, thu hồi giấy phép do lạm dụng quỹ bình ổn giá và nợ thuế. Thông tin này thì đã có từ trước đó rồi. À, thông tin này không phải là thông tin mới nha. Và cái điều đáng nói á, là cái doanh nghiệp này nè, cái doanh nghiệp Hải Hà Petro này nè, thì nó lại có cái mối quan hệ tín dụng Cái mối quan hệ nợ Với khá nhiều ngân hàng lớn Đây, rất là nhiều ngân hàng lớn Ví dụ BIDV Thì nợ 2.142 tỷ Đây, rồi uh, Những ngân hàng khác Ví dụ như Việt, Việt tin Chi nhánh Trương Dương Thì 166 tỷ nè SHB 3.900 tỷ VBank cũng có luôn VBank cũng có Với cái mức đâu đó là khoảng uh, Theo cái mức thống kê VBank đâu đó là khoảng 160 à không phải VBank, sorry anh chị không phải VBank. ở à đây một số cái dư nợ khác là khoảng 2081 tỷ ở đây đấy thì nói chung là cái thằng này nó nợ rất là nhiều nó nợ rất là nhiều ngân hàng và trong đó hai ngân hàng mà nó nợ nhiều nhất á, là BIDV đây BIDV và SHB 3.900 tỷ BIDV thì 2.100 SHB là 3.900 đây là hai cái ngân hàng mà có thể xem như là bị ảnh hưởng nhiều nhất từ thông tin này thực ra thì các cái ngân hàng nó cũng sẽ có cái phương án để nó xử nó xử lý nợ xấu và các cái tài sản đảm bảo nhưng tất nhiên nó sẽ cần thời gian hình như là ngân hàng nó cũng sẽ không thể nào mất trắng được đâu nhưng mà khi một cái thông tin ra như vậy thì họ sẽ lo ngại à, ngân hàng sẽ phải trích lập dự phòng ngân hàng sẽ phải mất thời gian xử lý này và nó ảnh hưởng đến lợi nhuận đấy thì ngay lập tức SHB cái con mà bị nợ nhiều nhất thì nó gặp một cái lực bán rất mạnh trong phiên ngày hôm nay đây một cái cây vuông bán rất là mạnh bidv thì hôm nay cũng bị bán nhưng mà cái biên độ giảm thì nó ít hơn tại vì bidv thực ra nó vẫn là một ngân hàng nhà nước thì nó vẫn được cái sự tín nhiệm của người dân nhiều hơn vì người dân việt nam mình thì cũng sẽ cho rằng nếu có vấn đề gì thì nhà nước hoàn toàn có thể bảo vệ và xử lý còn shb một ngân hàng tư nhân thì tâm lý của họ cũng sẽ gọi là hơi bi quan hơn và đặc biệt shb thì nó sẽ có tính đầu cơ nhiều hơn bidv đấy anh chị và thực ra không cần thông tin này trước đó chúng ta đã nói với nhau rất là nhiều lần trong những cái bản tin thị trường trong những cái video không phải là hôm nay ngân hàng chỉnh em mới nói nha mà hầu như những cái video và những cái bản tin gần đây em đều nói nhóm ngân hàng chưa có một cái nhịp chốt nào đủ mạnh em vẫn đánh giá nhóm này cần một cái nhịp rũ mạnh hoặc là nó siết nền lại thì mới cân nhắc tham gia mua và em vẫn kỳ vọng nhóm này nó sẽ cần một cái nhịp rũ tại vì đạn vừa rồi những gì điều chỉnh đâu đó là khoảng một hai thì nó sẽ không đủ sức giúp cho nhóm ngân hàng nó rủ ra cái lượng đu bám của cá nhân và cái thông tin ngày hôm nay có thể xem như là nó hợp thức hóa cho cái đà giảm vì trong cái bối cảnh hiện tại nha cái tâm lý trước lễ là một cái tâm lý thận trọng và em có nói là cái tâm lý sẽ nghiêng về chiều bán nhiều hơn chiều mua nên khi thông tin ra thì nó sẽ dễ dàng nó kích hoạt được bán hơn đa phần nhà tôi họ có lãi thì họ sẽ sẵn sàng bán ra bằng cái lệ mb khiến cho cổ phiếu rơi đấy nên đối với việc hôm nay nhóm ngân hàng chỉnh thì em nghĩ là nó không có tính bất ngờ và thông tin thì đôi khi nó chỉ hợp thức hóa cho đà giảm thôi vì luôn luôn trên thị trường nó sẽ có cái sự bất cân xứng thông tin mình cũng không thể nào giao dịch theo thông tin được lát nữa em sẽ đi phân tích chi tiết hơn ở từng cái mã cổ phiếu ngân hàng để mình xem thử là giai đoạn này mình nên làm gì với nó và tất nhiên quay lại viên với cái lực bán hiện tại, hôm nay là lực bán lớn nha, không nên phủ nhận điều đó. Hôm nay là một cây nến xấu và lực bán lớn. Thì với cái lực bán hiện tại như thế này, thì viên nó sẽ phải cần thời gian để nó cân bằng lại anh chị. Điều này là bắt buộc thôi. Đang dao động rằng co biên hẹp mà xuất hiện một cây volume lớn thì chắc chắn nó sẽ cần thời gian cân bằng trở lại. Và trước đó chúng ta có đánh giá với nhau cái vùng quanh tầm 1160 ha quay 1160 này sẽ được đánh giá rằng là cái vùng cầu tốt để giúp cho thị trường mình có thể cân bằng và hấp thụ cung chối lời trước tết đấy thực ra cái nhịp quay về test lại qua quay 1160 này thì mình cũng đã nói với nhau từ trước rồi tại vì cái nhịp bật này á nó không có quá quyết liệt đây trong những cái bản tin thị trường trước đó em có đánh giá rằng viên đắc của mình sẽ cần một nhịp quay về test lại nè sẽ cần một nhịp uh, quay về test lại đây với dòng tiền hiện tại sẽ còn quay về test lại trong giai đoạn cận tết đây là nhận định trước đó rồi nhận định ngày 20 tuần 29 đấy đấy thì hiện tại nó đang quay về có điều cái vấn đề là lực bán lớn quá thôi chứ còn cái vị nó quay về 1100 số ít là không có gì bất thường cả và quanh đây em đánh giá rằng cái lực cầu nó cũng sẽ đủ sức giúp cho chỉ số tạm cân bằng trở lại được sẽ tạm cân bằng sẽ tạm răng co trở lại nhưng mà lưu ý lưu ý sau cây nến ngày hôm nay một cây nến giảm như thế này thì giai đoạn phía sau chỉ số nó cần bật về lại trên 1170 càng sớm càng tốt Vì sao như vậy anh chị? Vì sao cần bật về lại trên 1170 càng sớm càng tốt? Anh chị nhớ cho em cái tình huống tạo điểm mua giá rẻ không? Tức là gãy, sau đó đi ngang và gãy tiếp Thì nếu như sau cái nhịp chỉnh này, có thể ngày mai chỉnh tiếp cũng được Đưa chỉ số quay về lại quanh 1160, 1150, 1160 Rồi sau đó nó rút chân lên Nói chung là việc chỉnh tiếp hay không á là không quan trọng Nhưng mà quan trọng là sau cây này này có thể nó sẽ rằng co rằng co em nghĩ là đảo chiều luôn thì em vẫn không giữ quan điểm là thị trường mình giai đoạn này nó đảo chiều luôn vì dòng tiền trước tết thì nó sẽ rất là khó để phân phối hàng ở à, cái đi rồi sau một cái phiên chỉnh như vậy thì tâm lý muốn bán sẽ nhiều hơn à, và kèm theo là giai đoạn cận tết thì ai cũng muốn bán ai cũng muốn giữ tiền để ăn tết mà anh chị đấy thì nó sẽ bán nên cái việc nó sẽ điều chỉnh tiếp là có thể sẽ xảy ra có thể đưa thị, thị, trường mình quay về lại qua một nghìn một trăm năm mươi một một trăm sáu mươi nhưng mà em đánh giá vùng này sẽ đủ sức giúp cho chỉ số có một nhịp bật ngắn lại một nhịp bật ngắn lại à, và có thể nó rằng co sau đó nhưng mà thị trường mình. Nó cần nên quay về lại trên 1170 càng sớm càng tốt để nó tránh khỏi cái việc rơi vào kịch bản đi ngang tại điểm mua giá rẻ. Nếu như nó chủ động nó bật về lại trên 1170 thì vẫn ổn. Còn nếu như nó đi ngang quá lâu ở dưới 1170 sau một cây gãy á, sau một cây gãy mà đi ngang quá lâu thì vô hình chung nó sẽ có cái hiện tượng tại điểm mua giá rẻ thì phía sau nó sẽ rất dễ quét xuống tiếp một nhịp nữa. Đấy. Còn nếu như chủ động bật lại thì anh chị hình dung nó cũng sẽ chưa lên ngay được đâu tiền trước lễ là tiền yếu nên nó cũng sẽ khó chấp nhận mua cầu giá cao nó sẽ chưa chấp nhận đẩy giá lên nó bật lên được thì nó sẽ tích cực hơn ở chỗ là nó sẽ tạo được cái nền trên nó sẽ tạo nền trên và có thể nó sẽ siết biên lại còn trong trường hợp mà nó lên sình đi ngang dưới một một trăm bảy mươi lâu á. thì nó sẽ rất dễ quét xuống tiếp một nhịp nữa nó giống cái kiểu này nè anh chị nó giống cái kiểu mà nè gãy nè đi ngang nè gãy tiếp nè đi ngang nè gãy tiếp nè nói chung gãy mà đi ngang á là cái điều mà mình rất là tối kỵ vì gãy mà đi ngang thì tức là có cầu tham gia rồi nhưng mà cầu không đủ mạnh và nếu như nó kéo dài đi ngang quá lâu thì vô hình chung nó sẽ khiến cho nhà tôi kỳ vọng rằng nhịp này tạo nền à, để cân bằng lại thì họ sẽ tham gia mua nhiều ở vùng đó thì phía sau nó sẽ quét xuống một nhịp nữa đấy nên giai đoạn này À, thì chú ý cho em thứ nhất là vùng 1160 được đánh giá là vùng hỗ trợ đủ mạnh để giúp chỉ số cân bằng đạn này nhưng mà sau khi cân bằng thì nó nên vượt về lại trên 1170 càng sớm càng tốt để tránh rơi vào cái kịch bản là đi ngang tạo đi mua giá rẻ à, và dòng tiền đạn này nó sẽ có cái tính phân hóa rất mạnh à, không phải là phiên ngày hôm nay mới nói và những phiên trước đó đều nói rồi tức là ví dụ như một dòng vẫn có thể là chỉ có một hai con chạy thôi và các cái ngành với nhau nó cũng sẽ có cái sự phân hóa nên mình sẽ phải tập trung vào cái cổ phiếu và xem từ cái vận động của ngành đó như thế nào chứ mình không thể là chỉ nhìn vào cái điểm số để giao dịch được thì ví dụ như phiên hôm nay uh, thị trường giảm 15 điểm nhưng mà đối với cái phe cầm cổ phiếu chứng khoán á, thì thậm chí tài khoản của họ vẫn tăng nhưng mà đối với cái phe cầm cổ phiếu ngân hàng thì tài khoản của họ lại giảm đấy nên đạn này thì nhìn điểm số không thì nó sẽ chưa thể nào mà giúp cho anh chị đưa ra cái quyết định đầu tư nó tốt được mình sẽ phải đi qua các nhóm ngành đặc biệt là những cái nhóm ngành chủ đạo đầu tiên sẽ nói về nhóm ngân hàng thì với cái vận động phiên ngày hôm nay có thể xem như là nhóm ngân hàng bắt đầu bước vào cái nhịp chốt lời đầu tiên sau cái chuỗi tăng vừa rồi. Đây, các cổ phiếu ngân hàng thực ra hôm nay nó chỉ mới là bắt đầu có cái cái biên rơi mạnh hơn thôi. Và có thể xem như đây là cái nhịp chốt lời đầu tiên. Và nó phù hợp với cái kỳ vọng trước đó của chúng ta. Khi mà những cái sung lắc như giai đoạn vừa rồi 1 2% á thì nó sẽ chưa đủ sức để rủ ra được cái lượng nhỏ lẻ đeo bám. Và tất nhiên nha anh chị, một cái phiên giảm Ví dụ như CTG, ví dụ như BIDV, một cái phiên giảm như vậy nó sẽ không thể nào làm thay đổi xu hướng cổ phiếu ngay lập tức. Cũng như là dòng tiền lớn nó cũng sẽ không thể nào thoát ra được trong một phiên. Các cái cổ phiếu này khi bắt đầu điều chỉnh xuống, nó về lại hỗ trợ thì nó sẽ có cái lực cầu bắt đáy tham gia vào để giúp cho cổ phiếu quay về test định lại một lần nữa. Đó là cái quan điểm trước đó của chúng ta duy trì đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tại vì đảng vừa rồi ngân hàng là một cái nhịp tăng trong nghi ngờ nha chị nó tăng trong nghi ngờ nên cái lượng tiền đứng bên ngoài chờ tham gia còn rất là nhiều do đó thì khi nó quay về những người hỗ trợ thì tiền này sẽ tham gia vào từ đó giúp cho cổ phiếu bật về test đỉnh và em có nói rằng khi nào mà nó có dấu hiệu tạo hai đỉnh fail á, thì khi đó rủi ro nó mới lớn còn hiện tại thì nó đang ở trong cái đà tăng số 1 thì không có quá lo ví dụ đối với ctg thì cái vùng hỗ trợ ngắn của nó cái vùng hỗ trợ mạnh luôn á sẽ là quanh cái vùng giá tầm 30 mươi qua 30, 30, 30, năm á là cái vùng hỗ trợ tốt của con ctg thì nếu như về quanh đó khả năng rất cao nó sẽ có lực bật và nó quay về nó test lại cái vùng điểm qua 32. Nên cái chiến lược đối với các cổ phiếu ngân hàng ở giai đoạn này anh chị thì mình tập trung mình theo dõi. Mình theo dõi mình xác định trước những cái vùng hỗ trợ và khi nó về đó thì mình có thể cân nhắc tham gia đánh ngắn cũng được. Tại vì mình đã view trước ngay từ đầu là nhóm này nó sẽ cần một nhịp chỉnh và nhịp chỉnh đó sẽ nhìn nhận ở góc độ cơ hội nhiều hơn là rủi ro. Để lúc nó chỉnh xuống thì mình không phải là hoảng loạn mình đi bán tháo nữa, mình sẽ nhìn nhận đây là cái nhịp mua. Còn trước đó chốt thì đã chốt bớt rồi Đấy, còn ai muốn ai mà cầm hàng ví dụ cầm CTG thì phiên ngày hôm nay cũng chưa có vấn đề gì. Thậm chí cái nhịp chỉnh xuống này mình có thể canh mua thêm và mình trade in trên hàng có sẵn cũng được. Đấy thì cái việc mọi người cần làm giai đoạn này á, đối với những cái dạng cổ phiếu ngân hàng mà đạn vừa rồi tăng tốt như thế này á thì tìm cho em những cái vùng hỗ trợ đi. Và cái mức điều chỉnh tính từ vùng đỉnh á, thì phải trên tầm 5% nha. Hôm trước nói rồi, ngân hàng phải chỉnh tầm 50% thì mình mới tham gia lại. Thì nếu như đó là một cái vùng hỗ trợ mạnh và cũng như là có cái mức chiết khấu từ đỉnh tốt á, thì đó sẽ là điểm mua. Đấy, chứ không phải là hạn loạn đi bán nữa. Đây là CTG ha. Rồi uh, Riêng con SHB ấy nha, riêng con SHB thì phi hôm nay là một cái cây volume kỷ lục. Thì đối với những cái dạng mà bất thường về volume như thế này thì tất nhiên quan điểm của em là sẽ không cần mua vội. Tại vì sau một cái cây volume thế này thì nó cũng sẽ mất nhiều thời gian nó cân bằng trở lại chứ nó không thể nào để lên ngay được đâu chị. Vì bản chất cây hôm nay á thì vẫn sẽ có lực bán từ tổ chức chứ không phải là không. Nhưng mình nói là thông tin nó sẽ có sự bất cân xứng thì tổ chức nó cũng sẽ biết tin trước nhưng mà hôm nay không phải là chỉ cá nhân bán không được cá nhân bán không thì nó sẽ không tạo ra cái volume này nó vẫn sẽ có lực bán từ tổ chức nhưng mà tất nhiên nó sẽ theo kiểu là bán có thể là nó sẽ mua nhiều hơn bán nó tạo volume thôi anh chị nó tạo volume và cái việc mà không đóng cửa ở giá sàn thì chứng tỏ shb vẫn có lực đỡ thì mình sẽ theo dõi cho em ít nhất là xem thử cái phim test hàng t cộng về à, xem thử là nó có cân bằng được hay không tại vì mà bị bán á khi mà tin theo tin tức đã ra rồi ấy, thì nó không phải là yếu tố quá tiêu cực anh chị. Mình chưa hết tin gì mà tự nhiên thấy cổ phiếu bị bán á, nó mới ghê. Còn mình thấy những cái thông tin rồi ấy, thì nó cũng đã thực sự là nó phản ánh ra vào rồi. Và nếu như mà tổ chức họ nắm hàng thì họ cũng đã thoát hàng ra từ trước. Đấy. Nhưng mà tất nhiên trong cái hàng này SB là xấu nha, xấu chỗ nào? Khi mà nó mất cái vùng 11.8 này, cái vùng đỉnh trước này, cái vùng 11.8 này thì xem như là nhịp này nó rất theo đỉnh, có thể nó sẽ cần phải chỉnh về lại quanh tầm 11 11.3 có thể vùng quanh đây là cái vùng mà SHB nó cân bằng trở lại được. Nhưng mà tất nhiên sau một cây gãy này á, thì nó không thể nào cân bằng qua một đến hai phiên được mà nó sẽ cần thời gian, có thể là một tuần, hai tuần, thậm chí là một tháng để nó cân bằng lại được. Nên đó lý do vì sao em nói là ngắn hạn thì đã xấu rồi, còn view mà trung dài hạn thì không có vấn đề gì. À, trung dài hạn không thể nào view đánh theo, theo phiên được anh chị. Đó, nên con này thì nó sẽ cần thời gian nó cân bằng lại và em đánh giá cái vùng giá quanh tầm 11, 113 là cái vùng nó có thể cân bằng được. À, trong quá khứ vẫn có những cái trường hợp mà xuất hiện cái bán kỷ lục như vậy nhưng mà sau đó nó tăng lên lại được luôn. Đó là con ví dụ con VND này. VND thì nó cũng có một cái nhịp bán rất là ghê vào cái phiên cụ thể là cái phiên ngày 6 tháng 7 này. dễ phiên hôm đó không? Nó không có đóng cửa giá sàn nhưng mà nó bị bán đâu đó thì cũng là khoảng là gần sàn luôn, kèm với một cái volume kỷ lục. Thì phía sau, sau khi nó cân bằng lại được thì nó cũng sẽ lên tiếp. Tất nhiên mình sẽ không thể nói là SHB nó giống VND được. Không thể giống được nhưng mà ý em muốn nói là sau khi xuất hiện những cái cây volume bán lớn như vậy á, thì anh chị sẽ xem quá trình hấp thụ sau đó của nó thì nếu như sau đó giá nó có thể cân bằng lại được thì cho thấy rằng cái cây bán đó chủ yếu là lực bán từ nhỏ lẻ và phía sau nó sẽ hấp thụ lại nó lên được đấy nên ít nhất mình sẽ theo dõi cho em tầm vài ba phiên tiếp theo đối với con SHB không cần phải vào vội đâu vì nó sẽ cần thời gian nó cân bằng lại nó không lên ngay được đâu anh chị còn nay đánh như vậy mai trần thì mình cũng coi như là chịu thua đi ha rồi À, còn những cái cổ phiếu ngân hàng khác như MB này nói chung cái cái nhóm mà đạn vừa rồi tăng thúc tăng hai ba phần trăm thì anh chị cứ tìm cho em cái vùng hỗ trợ đi và đó là cái vùng mình sẽ canh lại à, cái vùng hỗ trợ này thứ nhất là một cái vùng hỗ trợ về kỹ thuật và nó phải có cái mức chiết khấu từ vùng đỉnh tầm 5 đến phần thì đó sẽ là cái vùng mình có thể cân nhắc đánh ngắn được ví dụ con MB đi thì nó sẽ có hỗ trợ ngắn quan tầm 20 mươi năm và tương ứng với cái mức điều chỉnh tầm sáu từ vùng đỉnh là vùng mình có thể xem xét được ACB ACB thì hôm trước mình vẽ ra với nhau rồi, cái vùng giá quan tầm 24.5 này chỉnh đâu đó là khoảng tầm 5 7% từ đỉnh nè, 24.5 đó 25 này, đấy vùng này chỉnh tầm 5% từ đỉnh phù hợp. À hỗ trợ là cái vùng đỉnh trước. Đó là cái vùng đỉnh trước này. Cái vùng đỉnh trước của vùng giá 24 năm 25 đó là cái vùng mình có thể canh lại đối với con ACB nè. Rồi BDV thì nó cũng sẽ có liên quan một phần yếu tố thông tin thì theo em cái thông tin này á nếu như thực sự mà nó từng thời gian xử lý á, thì tất nhiên những cái ngân hàng mà nó liên hệ nó ảnh hưởng trực tiếp á, thì nó sẽ gặp vấn đề nhiều hơn nó sẽ mất nhiều thời gian cân bằng hơn còn những cái ông ngân hàng bị vả lây á, bị bán theo cái tâm lý chung ngân hàng thì nó sẽ sớm cân bằng lại BDV thì hôm trước em có nói mọi người chú ý trên em cái ngưỡng 47.5 thì nếu như BDV test về quanh 47.5 volume thấp á, thì mình xem xét được còn trong trường hợp volume lớn mà nó gãy á, thì nó hoàn toàn có thể quay về lại tầm giá 44x đến 45 thì với volume hôm nay không được xem như là volume thấp đâu nha Thấp hơn trung bình nhưng mà vẫn là một cái volume lớn nên mình sẽ chưa tham gia vội Và nếu như nó mất 47.5 thì mình sẽ chờ mình hứng hướng qua tầm 44x đến 45 đối với con BIDV Thực ra đối với quan điểm cá nhân của em, em nhìn nhận cái nhịp chỉnh này của ngân hàng nó sẽ mang tính là cơ hội nhiều hơn Vì mình đã chờ ngân hàng chỉnh ở xuyên số đoạn vừa rồi À, và bắt đầu nó chỉnh thì mình phải thấy là à, đây là cơ hội mua chứ không phải lúc mình hạn loạn nữa Vì view đạn vừa rồi của mình là không mua ngân hàng nữa rồi ha Ờ à, Rồi Tắt công rồi mấy con này đều vậy hết tư tìm cho em cái vùng hỗ trợ và cách vùng đỉnh tầm 5 đến 10% và về kỹ thuật nó là hỗ trợ vì con này nó sẽ có hỗ trợ quanh cái giá tầm 33.5 nè. VIP, VIP uh, hỗ trợ của nó sẽ là quanh tầm giá 20 nè. Uh, rồi cổ phiếu uh, LBB, LB thì cũng đang chạm về là cái vùng đỉnh thời đại. Đây không phải là cái vùng đỉnh dễ hấp thụ đâu. Vùng đỉnh thời đại của nó quanh tầm giá 18 18 năm đấy. Thì với dạng này chỉnh thì mình sẽ canh cho em ở vùng giá tầm 16.5 đến tầm 17. Ờ uh, rồi còn cái đó, cái nhóm ngân hàng ở dưới á thì nó sẽ yếu hơn. Nhưng mà cái điểm cộng của nó là nó gần hỗ trợ thôi. Ví dụ con EB này nè. Nhưng mà chú ý cho em EB mà sau khi nó phủ nhận cái gác này nè. Sau khi nó phủ nhận cái ngưỡng 19 á thì hôm trước nói với mọi người là khả năng rất cao nó sẽ phải quay về biên dưới là vùng giá tầm quanh 18 182 này nha. Đấy thì với cái việc phủ nhận gác này thì nó sẽ cần chiết khấu về lại quanh đây. À, vùng quanh tầm 18 182 là cái vùng đủ sức cho nó hấp thụ lại. À, nếu như mà ai đánh ngắn á, thì phiên ngày hôm nay có thể ra, tại vì nó yếu. Còn ai mà muốn gom thì chờ về quanh đây ha. Nói chung đối với nhóm ngân hàng view hôm nay ngắn là xấu rồi nha Còn đối với view mà chờ gom thì đây sẽ là cái điểm lý tưởng uh, View ngắn xấu vì nó sẽ cần điều chỉnh thêm nữa VBank thì hôm nay có rút chân, hôm nay có rút chân nhưng mà volume cũng khá là lớn uh, Con này thì đâu đó là quanh tầm 19 vẫn sẽ là cái vùng đủ cho nó hấp thụ thôi Có điều là sau phiên ngày hôm nay thì cho thấy nó chưa lên ngay được Mà có thể nó sẽ cần xe quay trở lại trong biên độ là tầm 19 đến 20 Ở giai đoạn kế tiếp để nó hấp thụ ha Rồi đây là nhóm cổ phiếu ngân hàng Tiếp theo là mình nói đến nhóm cổ phiếu chứng khoán đi Một nhóm cũng rất nổi bật trong phiên ngày hôm nay Khi mà tăng, tăng rất tốt từ đầu ngày tìm vào rất mạnh Nhưng mà sau đó thì nó bị chốt ngược Thì đối với nhóm chứng hôm nay nha Không phải là một phiên quá xấu đâu Chưa có gì gọi là bull trap cả Tại vì thị trường chỉnh Nó hạ nhiệt theo là điều hiển nhiên, điều rất bình thường Cái quan trọng là sau phiên ngày hôm nay Thì mình xem cái cách phản ứng của dòng chứng khoán Để mình biết rằng nó chỉ bị điều chỉnh theo thị trường Hay là nó cố ý kéo lên để nó bán xuống thì thực ra nếu mà nhìn vận động hôm nay của dòng trứng thì mình thấy là nó cũng đang à, tạo lập của đang nỗ lực muốn neo điểm số đấy thì thực ra hôm nay cũng không cần phải kéo trứng chỉ cần mà hôm nay không có dòng trứng nữa thì thị trường mình nó sẽ bị bán rất mạnh hoàn toàn là có thể là bị bán tháo luôn nhưng mà cái việc cố ý giữ lại dòng trứng thế này thì khả năng cho thấy là nó vẫn muốn neo giữ dòng tiền nó vẫn muốn neo giữ điểm số à, và cái nhịp chỉnh của ngân hàng là một cái nhịp chỉnh cần thiết thôi thì à, hầu hết cổ phiếu hôm nay dòng chứng đều tạo nến đuôi trên kể cả những con tăng trần trong phiên như là FTS thì nó cũng không có đóng nến được cao nhất ngày và tạo một cái đuôi trên với volume rất là lớn thì cái dạng mà nổ sau đó bị chốt ngược thế này thì cái việc mình cần làm á là mình xem thử là ngắn hạn nó có một cây tăng bù hay không nó có bù lại cái cái đà tăng trước đó hay không thì nếu như nó một hai phiên tới nó bù lại nó tăng nó trả lại điểm hôm nay á thì xem như cái nhịp điều chỉnh hôm nay chỉ là bị tác động yếu tố thị trường thôi và sau đó nó sẽ lên tiếp còn trong trường hợp sau cái phiên bị chốt ngược mà nó là lên sinh là giá đỏ thì xem như là nó chưa lên ngay được mà nó sẽ cần thời gian xoay quay nên mình hoàn toàn cần, cần theo dõi thêm hai ba phiên nữa thì mình mới biết là nhóm chứng khoán nó có xấu hay không và phiên hôm nay thực ra nhóm chứng khoán vẫn là một nhóm tốt khi nó thu hút được dòng tiền nó giống như con MBS anh chị nhớ nhịp này không em nói mọi người cái cây nến này nè cái cái ngày 17 tháng 1 thì em nói là nếu như sau đó mình thấy là con MBS nó chủ động nó tăng, nó bù lại cái cây nến giảm này thì khả năng rất cao nó sẽ tiếp diễn đà tăng, thậm chí nó sẽ vượt đỉnh. Và sau đó em thấy rằng nó chủ động nó bật lại. Đặc biệt là cái cây nến ngày 2 tháng 1 nên khi đó em phân tích trên những cái video, em nói với mọi người là ai thích đầu cơ nên đánh con MBS, chọn con mạnh luôn. Tại vì với vận động phụ nhận của nó như vậy, khả năng rất cao nó sẽ chạy tiếp và phi hôm nay MBS vẫn chạy. MBS vẫn chạy trong phiên ngày hôm nay, và là một trong những cái cổ phiếu tăng tốt ở dòng chứng khoán. Đấy, cái cách mình xem ha, dòng chứng thì xem thử là cho em tầm vài ba phiên nữa xem nó có trả lại cái mức tăng hôm nay hay không. Nếu nó trả lại mức tăng hôm nay thì nhịp chỉnh cái nhịp hạ nhịp hôm nay hoàn toàn là ra thị trường thôi và sau đó nó sẽ tăng tiếp. Chưa cần phải quá hạn lạc đối với dòng chứng đâu. Còn giả sử như sau phiên ngày hôm nay mà các cổ phiếu nó là lên xình giá đỏ thì nó sẽ tiếp tục dao động xoay quay à, để nó hấp thụ. MBS là cái cổ phiếu mà đạn vừa rồi em có đề cập nè, hoặc là VCI em nói là nó mua được nhưng mà nó sẽ ở góc độ an toàn hơn. À, vì nó nâng đáy lên nè dạng này hệ nhãn nâng đáy lên và nó nén biên lại thì mình chờ nó nổ ra nó gọi là nó bứt phá ra khỏi cái biên này thôi nếu nó bứt ra được thì nó sẽ về tầm giá là quanh 46 Ở phiên ngày hôm nay thì cũng đang nỗ lực vượt lên nè có điều gặp thị trường nó chưa có quá thuận lợi SSI thì em có nói là tín hiệu con này sẽ khá là quan trọng với dòng chứng khoán thì nếu như mà SSI nó chủ động nó lấp lại được cái gap 34.8 này thì tiền sẽ vào dòng chứng rất là mạnh thì phiên sáng ngày hôm nay SSI là những cái con đầu tiên chạy lên đó chị FTS đầu phiên nó chưa chạy quá mạnh đâu nhưng bắt đầu SSI chạy được đó em nhớ là khoảng 1 đến 1.5% á, nó chạm về cái ngưỡng 34.8 và sau đó dòng tiền nó lan tỏa sang cho cả dòng chứng luôn. Thì với phiên ngày hôm nay cũng chưa cần gì phải quá lo sợ cả. Theo dõi một hai phiên tới nếu như chủ động quay về lại trên 34.8 á thì nó sẽ rất dễ về tầm giá quanh 36 trên này nha. Và khi đó dòng chứng nó cũng sẽ tiếp diễn được một cái đà tăng. Để dòng chứng sau phiên ngày hôm nay thì mọi người ai ở đâu thì cứ ngồi yên ở đó đi, theo dõi đi. Vì mình vẫn đang nắm được một cái nhóm ngành khá là khỏe. Bất động sản thì phim này rất là phân hóa nhưng mà nó cũng chưa gì mới cả ngoại trừ một số cổ phiếu có tính điều tiết ví dụ như con Vin à, như con VR thì hôm nay giảm rất là mạnh à, còn lại thì các cổ phiếu đó dao động ở biên độ là tầm 1 đến hai phần trăm ở chiều tăng thì mình có Novoland là do cái việc mà hôm qua có ra thông tin là được cấp margin trở lại báo lại được cấp margin trở lại đấy còn các cổ phiếu khác thì rằng co thôi nhóm này thì mình sẽ ưu tiên những cái cổ phiếu có form hướng lên mình sẽ không ưu tiên những cái cổ phiếu có form hướng xuống ha À, ví dụ như mình chọn là mình chọn nam long này, phom hướng lên vượt nền. đấy hoặc là mình chọn là mình chọn con uh, BDR này, Thì những cái dạng này là những cái dạng mà nó khỏe nó chấp nhận nó chấp nhận nỗ lực hấp thụ giá cao à, có điều là đối với những cái cổ phiếu nào mà vẫn nằm trong biên á, thì mình vẫn tuân thủ chiến lược là mua biên dưới bán biên trên còn cái con nào mà nó vượt nền mà nó giữ giá tốt á, thì mình mua nhưng mà phải đặt cái stop loss của mình là ngay cái 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 biên trên ví dụ con nam long đi thì nó vẫn khỏe nhưng mình phải chú ý cho em cái stop loss của chúng ta sẽ là ở cái ngưỡng giá tầm ba mươi thì nếu như quay ngược về dưới ba mươi tức là phủ nhận cái cây tăng ngày 18 tháng 1 thì khả năng rất cao nó sẽ quay về tầm giá 35 mình mua nhịp này là mình cược nó vượt nền Đấy, còn BDR thì chiến lược của mình vẫn là ưu tiên mua biên dưới 27 độ xuống à, Còn bên trên thì hiện tại nó đang hấp thụ tốt thì mình tạm giữ thêm theo dõi quá trình nó hấp thụ à, Còn nó đang ở bên trên thì mình sẽ chờ luôn cái nhịp mà nó vượt ra khỏi biên ha Còn nó mà quay về biên dưới thì nó sẽ là điểm mua đẹp của mình à, DG hôm nay cũng rất là khỏe khi mà giữ được giá tăng nè DG hôm nay thì giữ được giá xanh nhẹ cho đến cuối ngày volume rất là lớn cho thấy là cái cung và cầu đang rằng co ở vùng này thực ra vùng này đi rồi rằng co là bình thường tại vì nó là cái gáp đao cản mạnh những cái cản mà hình thành bởi gáp đao á là những cái cảng rất là mạnh tại vì nó bỏ rơi một cái lượng lớn nhà tư khi nó mở cái gáp đó thì sau khi nó phục hồi về cái lượng này nó sẽ gặp các lực chốt lãi thì đối với con DG một khi mà nó vượt được tầm giá 27 mươi bảy thì theo em nó có thể về tầm 30 luôn nha và vận động hiện tại của DG là vận động nâng đáy dần lên này nó đang nâng đáy dần lên đã điểm cộng thứ nhất và điểm cộng thứ hai là nó gặp cái vùng cản mạnh nhưng nó không bị điều chỉnh mà nó có tín hiệu là tích lũy trở lại thì ai muốn mua thêm thì nên chờ nó vượt lên cái gác luôn à, còn mua mới chỉ thăm vào tỷ trọng nhỏ và khi nào nó vượt ra khỏi cái gác này thì mình mới mình gia tăng trở lại nha còn cái dạng như thế này thì dạng mình không đánh nè dạng hdc dạng mà cắm đầu xuống thế này thì không đánh nha Novaland thì em thấy cũng hơi yếu Novaland thì cũng hơi yếu Uh, con này thì uh, hôm nay khi nó chạm qua 17 thì em có chốt bớt ra một phần uh, và cái phần còn lại thì mình sẽ theo dõi nha chú ý cho em nó không nên quay đầu về lại dưới giá 16.5 một lần nữa đâu chú ý cho em vấn đề đó đảm thời mình không mua và chú ý cho em cái gáp cái gáp mà quanh 15 năm đến 16 đó, nó sẽ là một cái hỗ trợ rất quan trọng của Novoland thì nếu như Novoland mình chỉ cần lấp lại gáp này á, thì rất dễ về là 13 14 nha nên đây có thể là cái stop loss cho những vị thế ai đánh 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 chung và dài hạn cũng nên đặt cái stop loss quanh đây luôn để tránh cái việc bị đảo chiều và mất lãi DSG thì nó vẫn dao động hai biên thôi à, dạng này thì yếu hơn so với cái dạng như là con DG nâng đáy lên à, con BDR cũng nâng đáy lên nhưng mà con này nó chưa nâng đáy lên được nó vẫn đi ngang thôi nó yếu hơn nhưng mà vẫn đánh được ví dụ tầm 18 18 năm thì vẫn canh đánh ngắn được và bán khi nó cận quanh 20 ha rồi đây là dòng cổ phiếu bất động sản nè dòng thép thì thép hôm nay đến Nam Kim bị bán Nam Kim ra báo cáo lợi nhuận có em nhớ là hai mấy tỷ á, nó không có đạt kỳ vọng À, và thực tế theo quan điểm cá nhân của em nha dòng thép á, mình kỳ vọng của mình là gì là bắt đầu tạo đáy lợi nhuận 2023 và đi lên và giai đoạn này là giai đoạn kỳ vọng là kiểu là có lãi trở lại và được cấp margin chứ chưa phải là cái kỳ vọng rằng nó sẽ có lợi nhuận đột biến lợi nhuận bứt phá trong quý 4 được Tại vì thực tế cái quý cái quý uh, quý 4 vừa rồi á thì bất động sản mình thấy là gì nó vẫn đóng băng chị nên nhớ cái nhu cầu chính của thép á, nó liên quan đến bất động sản chứ không phải là cái nhu cầu mà liên quan đến đầu tư công thì bất động sản vẫn đóng băng trung quốc vẫn đóng băng thì nó sẽ rất khó để thép có lợi nhuận đột biến được. À, và thậm chí nó có lợi nhuận tốt đi nữa thì theo em nó cũng sẽ cất bớt một phần số liệu để nó dành để bút cho các quý sau chứ quý này nó chưa cần phải bút ra quá nhiều đâu đối với em quan điểm về dòng thép như vậy nên chỉ cần nó có lãi lại và nó được cấp margin là tốt rồi để thực ra thông tin lợi nhuận của dòng thép nó không có gọi là quá con số những những con số quá lớn là điều rất bình thường ở cái điều trong hạn cái, cái phe đầu cơ có thể là họ sẽ thấy là cái con số này nó không đủ theo kỳ vọng của họ và họ bán ra mà hôm nay nếu như chị để ý thì con nam kim nó để nó đợi giá rất tốt nha ba cái bước giá mua nó rất là dày mặc dù lượt bán mạnh hôm nay tổng là bán 19 triệu là một lượt bán rất mạnh nhưng nó vẫn đỡ giá được thì cho thấy nó vẫn chấp nhận là cho ai muốn bán là có cơ hội bán luôn và đó cũng chính là cái điểm cộng rất lớn của dòng thép đạn này ví dụ như hai xe hôm trước bị bán cũng vậy nó không có rơi sâu phim nó không rơi sâu và nó vẫn nêu giá ở quanh biên trên cho nhà tôi cá nhân bán ở phim ngày hôm sau nó có sự hồi phục trở lại nè đối với em dòng thép á về quan điểm gãy á thì chưa quan điểm mà gãy mà kiểu mà đau luôn á thì chưa có điều đang ở trong cái vùng giai đoạn sideways mà tự nhiên nó xuất hiện một cái phim volume lớn thì em đã nói từ trước rồi nhóm này nó sẽ cần thời gian đi ngang và hấp thụ trở lại chứ nó cũng sẽ rất là khó lên ngay được nên đối với em dòng thép thì mình cứ xác định cho em hai cái biên của nó ví dụ đối với con hai sen này biên của nó nó có một cái kênh hướng lên thực ra nó vẫn nâng đáy lên mà anh chị nó vẫn đang nâng đáy lên thì nó vẫn khỏe thôi nó vẫn nóng con nam con hai xe này thậm chí nó vẫn giữ được trên đường xu hướng ngắn này thì nó vẫn khỏe thôi cái điều chú ý cho em trong cái hạn nếu như nó mất cái ngưỡng 22.5 thì có thể nó sẽ cần bắt về lại quan tâm 21 năm đấy à, nam kim ai đánh ngắn á ai đánh ngắn thì chú ý cho em cái ngưỡng 24 này này nếu như mất 23.8 24 thì khả năng rất cao nó sẽ cần phải quay về lại cái vùng giá quan tâm 22 hai à rồi Hà Phát cũng vậy, Hà Phát thì cái vùng hỗ trợ ngắn của nó sẽ là vùng giá quan tâm 27 275 Đấy thì những cái con này nó vẫn nằm trong kênh tăng thôi nên cũng chưa cần cái gì phải quá lo cả. Nam Kim thì có thể sẽ phải cần hấp thụ hàng T cộng về giống như Hai Sen. Thực ra hôm nay hôm nay Hai Sen hấp thụ hàng T cộng về rất tốt nha. À, nó chỉ giảm có 1% trong bối cảnh thị trường mình điều chỉnh trong bối cảnh Nam Kim ra tin mà nó giảm có 1% là tốt đấy. Volume cũng không quá lớn thì cho thấy khả năng nó sẽ muốn nêu giá 22.5 độ lên. À, Nam Kim có thể là sẽ cần một hai phiên tới để mình xem thử nó có thực sự khỏe hay không. Rồi khu công nghiệp thì hôm qua đa phần các cổ phiếu nổ lên nhưng mà hôm nay bị bán ngắn trở lại. Thì tất nhiên một cây nổ lên ở giai đoạn này thì đều cần phải test thằng T cộng về. Thì chú ý cho em ADC thôi. ADC thì mốc 52 này nó không nên phụ nhận 52. Nếu như phụ nhận 52 sẽ quay về lại tầm giá 50 một lần nữa và nhóm khu công nghiệp nó cũng sẽ bị bán bán ngắn hạn. Còn trong trường hợp mà nó vẫn giữ được trên 52 thì nó vẫn ổn thôi. Nói chung mình sẽ theo dõi thêm phiên ngày mai. Còn hôm nay thì volume bán thấp và bị bán theo thị trường nên nó sẽ chưa nói lên điều gì. VGC này hầu như khu công nghiệp hôm nay bị bán hết à, Rồi SSC nè Bị bán nhưng mà để ý cho em volume đó cũng không có quá lớn đâu nha anh chị Volume này của dòng này thấp à, Và hôm qua có nói rồi nhóm khu công nghiệp đây là cái nhóm ngành mà em kỳ vọng sẽ có được cái sóng ngành cái sóng ngành ấy, nó khác với cái sóng tăng riêng lẻ. Tại này thực ra không có những cái nhóm cổ phiếu lớn như là ngân hàng, chứng khoán thép, bất động sản thì nó đều khó để tạo cái sóng tăng lớn, sóng tăng lớn rồi. Có dòng khu công nghiệp là cái dòng mình kỳ vọng. Nên mình sẽ theo dõi cái nhịp này nó về nó hấp thụ như thế nào. Nếu như nó vẫn giữ giá tốt thì mình vẫn sẽ giữ quan điểm đó. Đây vẫn là một nhóm khỏe nha chị. Nó vẫn thực sự là một nhóm khỏe. Đầu tư công thì hôm nay có chạy đầu phiên nhưng mà sau đó bị chốt ngược trở lại. À, nhóm này thì VCG, VCG thì rút chân cuối ngày đóng cửa quanh tham chiếu VCG thì hôm trước em nói là quanh 26 mình có thể chốt bớt nhưng mà với vận động ngắn hạn em đang thấy được cái sự nỗ lực giữ giá quanh biên trên nên mình có thể nắm thêm nha nếu như con này vượt 26 thì nó sẽ về được tầm giá quanh tầm 28 27 28 HHV thì vẫn dao động hai biên thôi ưu tiên mua từ 15.5 đổ xuống và biên trên nó sẽ là quanh tầm 16.5 à, LCG này, LCG hôm nay chạy biên trên. Nếu mà ai theo đúng chiến lược là hôm nay bán ở đầu ngày mình biết là biên của nó là quanh tầm 11x đến tầm 12 năm thì khi nó chạm qua 12 năm là vùng mình có thể canh bán còn với vận động này thì khả năng cái gáp ngày hôm nay mở ra sẽ bị lấp lại gãy không chưa gãy ngay đâu vì nó về tầm giá qua 11.8 nó vẫn sẽ có lực đỡ uh, rồi một số cái nhóm mic cáp khác như thủy sản thủy sản thì em nói con a nữa. con vhc này này thì kỳ vọng nó sẽ quay về quanh 66 điều phiên giảm hôm nay thì gần như là nó phủ nhận lại hết cái kê cái, cái tăng ngày hôm qua có điều là volume nó thấp thôi volume nó thấp thì vận động này có thể sẽ quay về lại quanh tầm 62.5 một lần nữa xem như là test đáy hai đấy anh chị nhìn ở cái khung đồ thị một giờ mình sẽ thấy rõ hơn đây nó sẽ quay về nó test lại quan tâm 6 hai năm thì nếu như mà test lại volume thấp á, thì mình có thể xem xét đánh ngắn được cũng được nha đối với con VHC này thủy sản thì mình sẽ ưu tiên con VHC hay con ANV thôi xin lỗi con ASM thôi nó sẽ khỏe hơn so với ANV so với ID à, ASM cũng đang quay về test tại cái đáy trước đó của nó quanh tầm giá 10.2 thì theo dõi cho em quanh 10 10 2 nếu như test lại volume thấp thì mình có thể xem xét được đối với dòng thủy sản tại vì báo cáo nó cũng ra rồi và cái trạng thái dự giá như vậy thì cho thấy nó chấp nhận nó hấp thụ đó anh chị rồi đó là một số chia sẻ của em về thị trường qua phiên ngày hôm nay Nói chung tóm lại Đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng Thì đa phần các cổ phiếu đang trong nhiều tăng số 1 Nên nó có điều chỉnh Thì khi nó về những người hỗ trợ Nó cũng sẽ có một cái lực cầu tham gia vào Giúp cho các cổ phiếu bật quay về test lại để một lần nữa Nên đối với cái phe mà cầm hàng từ giá thấp Và muốn holding đó, thì chưa có cần gì phải quá lo Nhưng mà tất nhiên trong ngắn hạn cái việc mà gia đoạn volume lớn như vậy thì cho thấy nó sẽ cần có một nhịp điều chỉnh và điều chỉnh trong ngắn hạn thì đối với phe đánh tay cộng là xấu rồi nên chú ý các cái vị thế à, và muốn mua những cái cổ phiếu mà đã tăng tốt giai đoạn vừa rồi tăng 20-30% á thì nên tính cái mức chiết khấu thì vùng đỉnh xuống tầm 50% và nó hỗ tụ với một cái vùng hỗ trợ để có cái độ tiên cậy cao hơn và quan điểm của em ngân hàng chỉnh đạn này nó sẽ là cái cơ hội nhiều hơn rủi ro còn SHB volume kỷ lục và có những thông tin liên quan thì mình sẽ cần phải xem cái quá trình hấp thụ sau đó của nó nếu như nó hấp thụ tốt thì mình tham gia vào sau yên tâm thì sau một cây thế này nó không lên ngay được đâu nó sẽ cần thời gian nó hấp thụ lại còn chứng khoán hôm nay chưa có gì gọi là bull trap cả thậm chí hôm nay vẫn là một phiên tốt của nhóm chứng khoán nha à, theo dõi xem cho em là ngắn hạn nó có tăng bù hay không nếu tăng bù thì quá tuyệt vời À, mình nên chọn những con mạnh mình đánh rồi à, bất động sản thì chưa có gì mới nè vẫn dao động trong biên thép thì à, mình vẫn giữ quan điểm là sau cái cây dao động volume lớn cái hôm hai sen bị chốt thì nhóm này phải xe quay lại thôi à, xác định cái biên đó để dễ đánh còn những nhóm mít cáp khác thì vẫn tuân thủ theo chiến lược là mua biên dưới bán biên trên nếu nó vượt ra khỏi rồi thì nâng cái stop loss lên cái biên trên rồi ha nếu như chị có cái câu hỏi nào khác về cổ phiếu thì cứ thoải mái comment bên dưới em sẽ hỗ trợ và có thể tham gia vào nhóm tư vấn này để nhận những khuyến nghị chi tiết hơn trong phiên. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và một phiên giao dịch ngày mai thành công thuận lợi nha. Xin chào và hẹp lại chị ạ.